Ok. Tại vì em chưa sắp đúng, em sắp đúng cái thế, đúng phơm của nó vô thì nó giống như là một phiên bản khác của Hà Phát Duyên. Ừ, xin đẹp. À, vậy là ngon rồi, quên, đúng rồi, Lưu Du rồi, đúng, quá hợp lệ. Tuyệt vời. Như vậy mình đi với ai? Ganh Du là cũng Lưu Du nè. 1, 2, 3, 4, ok, tiếp này đẹp. Tuyệt vời. Nè, thử so, so cái... mình thử so sánh cái gì ta, mình so cái tấn công khi mà dùng cái thương này và một cái thương năm sao nhé, ý là mới từ level 4 thôi và level 82 nên lên được chưa, lên luôn đi, tại 4 sao thì nó cũng rẻ chứ nó không có đắt, nó không có đắt lắm. Có đá không? Đá này, đá giờ mình chỉ coi yếu tố tấn công thôi nha. Nè, tấn công 2.900, giờ bỏ cây 5 sao lên đỏ tấn công thôi, bỏ với cây hạo duyên đi, tinh hai chấp luôn 2.700. Cái hạo phát duyên không có tuổi với cây thiên nham này luôn, thấy không, ghê chưa, không cần tránh ai mà có thiên nham vô quýnh. Ồ, đi tìm ganh du đẹp mắt luôn. Cây này là nhiêu, 2.700 nè, 2.700. Giờ coi bạo kích bao nhiêu, bạo kích 51 nha, tấn công 2.700, bạo kích 51, tấn công 2.700, bạo kích 51. Bây giờ đổi qua thiên thiên nhầm, thiên nhầm chưa mát đó, mới 82 thôi, mới tình lần 4 luôn, tấn công 29, 2.900, bạo kích 5.300. Hà Phát Duyên tinh lần 2 không có tuổi với cây 4 sao, đây là cũng là giải pháp mà mình chơi. Thì là một cây 5 sao trá hình, nhưng mà cái dở cái hạn chế, mà dở hạn chế là mình phải đi với một team có những con gọi là từ Li Du, sức thân Li Du. Nếu mình bỏ những con như Ayaka vô đây thì nó hơi bất lợi rồi. Nếu bỏ Ayaka vào vị trí Ganh Du thì cũng được, được luôn, không có gì cả, nhưng mà mình sẽ bị mất 10% tấn công và 6% tỷ lệ bạo kích. Nếu trong trường hợp đi búp thì chỉ quan tâm tấn công thì mất 10% tấn công. Giả sử mình bỏ vô giờ nó chắc không còn 2.900 đâu, nó tiếp tục 2.800 nè, 2.800 cũng chấp nhận được, 2.800 đằng này nó vẫn ăn được mấy cây gọi là học viên, hiểu không, 2.700 nè vẫn còn ăn. Giả thử mình bỏ con sang linh này ra còn có một sắc thì sao, bỏ cả sang linh luôn nha, lấy một con đến từ Li Du, bỏ ra luôn này, đi vô lấy một con đến từ nơi khác, là nơi nào, Inazuma đi, giả sử nha, không có đâu, Bennett đi, Bennett. Ôi. Rồi bây giờ mình chỉ còn có 2 con Li Du thôi thì tấn công còn bao nhiêu, tấn công còn 2.799. Ê, nhầm, hai bảy sáu sáu. Nếu mà chỉ có hai cái con Lai Du thì nó cũng ngang ngửa với Hà Phát Duyên, thì cây này là sai tốt đó. Nếu vào tình huống mà mình đi được 4 thì ngon, cực ngon. Còn nếu mà không có được 4 con đến từ Li Du thì nó vẫn có thể chơi như là một cây Hà Phát Duyên, không khác gì Hà Phát Duyên cả. Có ai có cái này không? Cái này là chắc nhiều. Cái đặc tính của nó là gì để đọc lại nha, ai không biết nha. Thiên nham quyết đồng tâm. Mỗi khi trong đội có một nhân vật Li Du, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 10% tấn công và 6% tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng. Tức là nếu mình có 4 con Li Du hết thì nó được nhân 4. Còn trong trường hợp mình sắp 2 thì chỉ có nhân 2, tức là 20% và 12% tỷ lệ bạo kích. Đấy. Thật ra 4 con nham, 4 con đến từ Li Du nó mới khó, nhưng 3 hoặc 2 thì rất là dễ, cho nên cây này vẫn xài được. Chỉ cần 2 Li Du là vẫn sử dụng được rồi, vẫn bằng cái học viên rồi. Cứ thế mà xài. Em cài ha, không là có cái đó, là cái này là nó ở trong cái banno á. Quay banno chứ không phải là đồ thì 4 sao cũng banno không chứ đâu. Tại cái banno đó không quay không chịu. Mấy cái 4 sao này là nó có từ cái banno, từ việc quay banno nhân vật hay vũ khí gì đó. Nhớ. Đây là mới với tình lượng 4 thôi á, tình lượng 5 còn nó còn có một cái ghi gớm hơn nữa. Cứ chơi đấy. À đâu rồi.
Ừ đúng rồi. Cây này đang có trong bando nè. Ai mà quay ráng Hà Phát Duyên nha. Nếu mà ai mà quay Hà Phát Duyên hoặc là Chữ Việt mà nó không có nó không rành năm sau, ví dụ mình có chừng 40-50 lần quay thôi à, mình quay năm sau chơi chứ lỡ ra Hà Phát Duyên hay là quý vị thì xài. Còn nếu mà chỉ ra không ra ra đầu 4 sao ra cái này thì lấy cái này nuôi chơi luôn. Ok, đây là cái thương đầu thiên nham giá trị. Cái thương thiên nham thì nó có hai dòng thương và trọng kiếm. Nó có một cái trọng kiếm thiên nham tác dụng tương tự nữa, nhưng mà trọng kiếm thiên nham thì giá trị không có lớn, bởi vì nó chỉ có mình con Trong Jun xài đấy. Này nè, cái cây này nó cũng có giá trị tương đương, nhưng mà gần như là về mặt sử dụng thì chỉ có con trọng kiếm Trong Jun xài thôi. Cái trận trọng kiếm khác như Deluxe thì nó lại đến từ Monster. Bản thân Deluxe là nó cầm vô là mất hết một slot rồi, cho nên không có dùng. Chứ không mình ông Trong Jun mà nhân vật sử dụng trọng kiếm thì nó không có đa dạng như thương. Cho nên cái hai cây này nó cùng cái tinh luyện, nhưng cây thương có giá trị hơn rất là nhiều, bởi vì có nhiều con xài. Ok, lên tinh luyện 5 là được nhiêu? 11, 7, 7, 4, 28, 28% tỷ lệ bạo. 11 nhân 4 là 44%, nhiều lắm, bằng một cái ly luôn, một ly tấn công. Thế làm em ráng quay ra Hà Phát Duyên, giờ cây này mạnh hơn thế bỏ phạt Hà Phát Duyên à. A Lan, em ráng quay ra Hà Phát Duyên, giờ có cây này mạnh hơn thế bỏ Hà Phát Duyên hả anh? Bỏ hay không là chuyện của em. Anh cái mình anh đã cung cấp một cái kiến thức là cái cây này có khả năng sử dụng ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn Hà Phát Duyên, nhưng mà nó phải đánh đổi bằng việc sắp team đi du. À, em nhìn ra vấn đề chưa? Thì nếu mà em cảm thấy là em có Hà Phát Duyên rồi thì thôi em cứ xài Hà Phát Duyên. Đây là trường hợp dành cho những bạn nào họ không có đồ 5 sao và họ muốn một cái vũ khí 4 sao có sức mạnh tiệm cận như đồ 5 sao họ dùng, nhưng họ phải đánh đổi bằng việc hạn chế trong sắp đội hình. Một cái vũ khí là mình sẽ cần xài cho nhiều nhân vật và nhiều tình huống khác nhau, mình đi này đi kia, nếu mà nó fit như vậy thì nó cũng có hạn chế chứ. Ok, vậy nếu mà em thích bỏ hạn chế thì em cứ bỏ, em nuôi lại cái này, tại vì đó là cái quyết định của em nha. Chứ không có phải là có cái này mạnh hơn là xài cái này bỏ Hà Phát Duyên. Cái này anh cung cấp thông tin là nó mạnh như vậy thôi. Mà cái này cũng lâu rồi, nhiều người biết lắm rồi, chứ không phải mình anh biết đâu. Tại vô tình anh thấy anh nói. Nhưng anh em xài cái này Hà Phát Duyên là do quyết định của mỗi người. Nói cái nó có ưu nhược điểm riêng như vậy. À, nào Hà Phát Duyên mở đồ năm sao xài thoải mái hơn.